Xin chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình lại quay cho các bạn xem cách mình gáo chất tám cũ thành chất mới các bạn nhé. Đây các bạn, đây là con máy kéo của bên mình, là con máy này là băng dài 6 mét các bạn nhé. Vì mình kéo chất 8, con này mình chỉ có kéo từ chất 10 trở xuống thôi các bạn, cho nên là con này mình dùng băng 6 mét. Nếu mà mình kéo chất to dài thì mình cần phải cái băng kia nó dài này các bạn. Hôm nay mình quay cho các bạn xem là cách mình kéo chất phi 8 phế liệu ra chất mới các bạn ạ. Các bạn xem nhé. Đây, đây các bạn nhé. Đây là những sợi chất 8 mình mua ở các bãi chất phế liệu và các công trình đập phá về các bạn ạ. Sau đó mình sẽ cho vào mồi đầu và mình sẽ kéo ra thành chất phi 72, 75 thành chất mới các bạn nhé. Chất khi mình chưa được xử lý thì nó rất là xấu, nó cũ rỉ như thế này các bạn. Sau đó mình kéo xong là nó là chất mới nguyên luôn. Mình cho vào tái sử dụng, cho đưa vào các công trình để họ xây nhà xây cửa các bạn nhé. Các chủ bãi chất phế liệu nào mà chưa có máy tái chế sắt thì cứ gọi cho mình cung cấp cho đủ các bạn sản xuất các bạn làm nhé. Làm cái này rất hiệu quả các bạn ạ. Cho nên là các bạn cứ gọi cho mình số điện thoại mình để trên màn hình đấy các bạn nhé. Đây là mình mồi đầu, mồi nhỏ đầu sắt để cho, sau đó mình cho vào máy kéo các bạn nhé. Mồi đầu. Đây các bạn ạ, khi mình cho vào mồi đầu là nó sẽ nhỏ như thế này, nó nhọn đầu như thế này. Sau đó mình cho qua cái ổ khuôn kìm bên này mình kéo, bắt buộc là phải mồi khi mình kéo là mình phải làm nhọn đầu các bạn nhé. Mình mồi đầu là nhọn đầu đấy. Đây mình đang mồi đầu đây. Và sau đó là mình sẽ đưa vào máy kéo, mình kéo nhỏ xuống là đồng thời nó là mới luôn các bạn nhé. Hôm nay mình là kéo phi 8 xuống phi 72 các bạn ạ. Khi mình kéo này bắt buộc là phải xuống sắt các bạn nhé. Ví dụ như là phi 8 kéo xuống 72 hoặc 75, 76, từ 76 trở xuống các bạn ạ. Muốn kéo bao nhiêu cũng được, bắt buộc là phải nhỏ sắt đi mới kéo được các bạn nhé. Đồng thời nhỏ là nó đi đôi với dài sắt hơn các bạn ạ.
Đây là mớ lợn. Mớ lợn các bạn nhá. Đây là mớ lợn để làm cái chất bôi trơn đấy các bạn. Đây các bạn xem này, khi mình xuống kéo xuống phi 72 là rất là mới luôn, sắt nó bóng loáng luôn các bạn nhé. Đây các bạn ạ, mình so sánh là giữa sắt chưa được kéo và sắt kéo rồi các bạn ạ. Đây sắt chưa được kéo đây, và sắt khi đã kéo ra rồi là nó như này, các bạn nhìn thấy mới không, rất là mới luôn. Cái độ bóng của sắt là nó bóng loáng luôn các bạn nhé. Đây là sắt chưa được kéo này, vẫn là sắt ở mình kiểu môi đầu qua này, là nó rất là xấu luôn này, rất xấu luôn. Và sang bên đây là kéo rồi này, nó khác hẳn luôn các bạn nhé, nó là thành sắt mới luôn, cho nên là nó rất hiệu quả. Anh em nào các bạn chủ bãi sắt phế liệu và các chủ công trình đập phá mà chưa có máy kéo này và máy duối thì cứ gọi cho mình. Mình sẽ cung cấp máy cho các bạn làm được như thế này luôn các bạn nhé. Làm được như thế này luôn nhé. Sắt mới, sắt cũ này, kéo qua thành sắt mới này. Các bạn nào có nhu cầu hãy dùng đến máy kéo sắt và máy duối sắt và các loại máy để gia công hàng cơ kim khí thì gọi cho mình các bạn nhé. Mình chuyên cung cấp tất cả các loại máy gia công kim khí các bạn ạ. Như là những cái máy kéo sắt này và máy duối sắt các bạn ạ. Làm rất hiệu quả. Ví dụ như thế là các bạn bãi sắt phế liệu mà có những nguồn sắt cũ như thế này mà đang phải bán sắt phế liệu thì nó rất là giá rất là rẻ các bạn ạ. Nên các bạn đầu tư một dàn máy kéo xử lý sắt như mình này thì rất hiệu quả luôn, là mình sẽ bán cho các
công trình người ta đổ bê tông tái sử dụng các bạn nhé. Các bạn rất mới luôn. Rồi mình xin dừng video đây nhá. Chào anh em, chào các bạn nhé.